Hello, 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 welcome back to my channel. Các bạn có thể đoán được hôm nay họ đang làm gì không? Đây chính là những nguyên liệu mà họ đã mua ở chợ về. Nó có gồm celery, carrots, một miếng thơm hôm bữa họ đã mua. Thì hôm nay họ sẽ hướng dẫn với tất cả các bạn cách làm healthy juice tại nhà. Thì dĩ nhiên là chúng ta phải có một cái máy juicer rồi. Lát nữa họ sẽ giới thiệu với tất cả các bạn cái máy juicer mà họ mua nhé. Các bạn có thể thêm vào những cái nguyên liệu rất là đơn giản và dễ dàng, giống như là táo hoặc là beet. Nhưng mà họ không có thêm táo vào tại vì đang trở lại diet nên họ không có bỏ táo vì có carb trong đó, và beet thì có rất là nhiều đường. Carrot là một cái thành phần rất là nhiều đường rồi, nhưng mà họ lại thích rất là thơm để cho nó có tạo cái độ ngọt. Bây giờ họ sẽ đi rửa những nguyên liệu này, sau đó sẽ coi lại hướng dẫn với các bạn cách mà làm juice tại nhà. Xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây là cái slow juicer mà họ mua trên Amazon. Thì cái này là giá là 112 đô la Mỹ, là tương đương khoảng 2 triệu mấy tiền Việt Nam. Mà các bạn ơi, cái này là xài rất là ok nha. Họ đã coi những cái reviews ở trên đó trước khi mà mua cái này. Mà tại sao là slow juicer là tại vì bây giờ là một cái công nghệ mới, nó sản xuất ra cái này là nó juice rất là chậm, chứ không phải như những cái máy juice bự mà mình biết lúc trước. Thì có những cái loại mà máy juice bự như vậy đó, nhưng mà thật sự là ở nhà cũng không cần thiết. Và cái loại slow juicer nó sẽ giúp cho cái juice nó ra nhiều hơn và nó quay cái bã nó lâu hơn. Mà họ cũng rất là thích cái loại này tại vì cái kiểu dáng các bạn thấy không, rất là nhỏ gọn và nó rất là dễ chùi rửa. Nếu mà các bạn có mua những cái loại thế này á, thì nên mua những cái loại mà có nhiều review tốt nha, và nhớ là chọn cái nào nó gọn thôi, đừng có mua mắc quá. Tại vì nếu mà nhà các bạn làm bán juice thì có một chuyện khác, nhưng mà nếu mình juice ở nhà thôi thì khuyên là các bạn nên mua những cái loại mà nhỏ gọn dễ thương thế này, dễ chùi rửa, xài rất là tốt và rất là bền. Thì họ đã vừa rửa những cái nguyên liệu mà họ giới thiệu với tất cả các bạn ở lúc đầu đó, thì quên là nói với các bạn là phải cắt ra thành những cái miếng nhỏ, tại vì cái juicer này sẽ không juice được những cái miếng bự như là các bạn thấy những cái miếng juice công nghiệp. Nên là những cái miếng nhỏ như thế này là sẽ phù hợp và vừa với lại cái juicer, để không là nó sẽ bị nghẹt các bạn ạ. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bạn là thắc mắc là tại sao juice thôi mà, tại sao phải làm và giới thiệu như thế này. Nhưng mà Hào đã học được những cái tips rất là bổ ích, mà nếu như mà bạn nào rất là thích juice và tại sao mà Hào lại muốn giới thiệu với tất cả các bạn, tại vì Hào là con người không có ăn nhiều rau củ, nên Hào nghĩ ra cái phương pháp chống chế đó chính là mua một cái máy juice về, juice thì uống nó sẽ ngon hơn là ăn. Nhưng mà các bạn nhớ một điều là khi mà juice á thì cái bã của nó sẽ ra đúng không, còn ăn thì mình ăn luôn cái bã. Nên cái thành phần mà các bạn juice á là các bạn nên đo lường cái lượng những cái vegetable, như là những cái trái cây mà có nhiều đường á, ví dụ như là thơm hoặc là carrots hoặc là táo. Thì khi mà juice thì các bạn chỉ lấy những cái juice đó ra thôi và chỉ toàn là đường, thì mình nên cẩn thận với lại cái liều lượng mà các bạn bỏ trong cái juice của mình. Ngoài ra thì họ sẽ chia sẻ với tất cả các bạn những cái tips mà làm sao mình có thể giữ được cái máy này nó hoạt động lâu bền và juice ra được những cái loại thức uống thật là ngon miệng. Quên với tất cả các bạn là một bên nó sẽ là một cái đường ra của nước juice, bạn sẽ thấy ở đây, còn cái bên này á là ra những cái bã và những cái xác. Cái tip đầu tiên đó là chúng ta nên bỏ những cái rau củ và những cái loại trái cây á mà nó có nhiều nước trước để cho nó bôi trơn. Bôi trơn, bôi trơn, bôi trơn. Cái máy này trước khi mà nó chảy ra cái xác và cái nước, tại vì nếu như mà bạn bỏ những cái loại rất là khô như là keo như thế này á, thì cái máy nó sẽ bị nghẹt ở trong này. Đó là cái tip mà họ đã học được. Bây giờ thì họ sẽ bỏ thơm lên trước nhé. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu bỏ những cái loại như là keo hay là celery vô, thì nó sẽ không có bị nghẹt cái máy. Mà các bạn nhớ là cái máy này thì chúng ta chỉ có thể bỏ từ từ thôi nhé, đừng có bỏ mà một lúc nhiều quá thì nó sẽ bị nghẹt, tại vì nó là cái slow juicer, nghĩa là rất là chậm. Ngoài ra những cái loại này á, các bạn có thể bỏ thêm những cái vegetable hoặc là những cái fruit là trái cây mà các bạn thích,
yêu thích thì bỏ vào juice soda. Nhưng mà điều là Hằng nhớ là hôm trước Hằng có bỏ blueberries hay là những cái loại mà nho đó các bạn, nó chạy ra mắc cười lắm nên là sẽ không bỏ những cái loại như vậy. Hằng sẽ dừng lại chút xíu để lấy cái nước đầu tiên ra là chỉ có green thôi, tại vì mẹ họ không có thích ngọt á, nên là sẽ lấy cái nước này ra cho mẹ trước rồi mình sẽ choose những cái tiếp theo. Các bạn thấy không? Quá trời luôn. Okay. Tiếp tục. Rồi bây giờ cái tip thứ hai là khi mà các bạn choose là nhớ là bỏ những cái loại cream mà không có nước nhiều kèm với lại những cái loại mà có nước nhiều, ví dụ như là hào lấy đây là salary với lại thơm, thì như vậy á một lần nữa nó sẽ bôi trơn cái máy của mình. Và cái công thức này á là học ở trên mạng nè, hoặc là các bạn có thể Google những cái công thức mà trước thì nó sẽ ra rất là nhiều vị khác nhau. Có nhiều người đó thì họ để thêm cayenne pepper là cái loại ớt bột đó, để làm cho cái vị nó hot, hoặc là bạn có thể để thêm gừng nữa. Gừng là một cái loại rất là tốt mà cái tip thứ ba là các bạn đừng bỏ quá nhiều gừng nhé, tại vì gừng á nó rất là nóng và cái vị nó rất là nồng, nên các bạn để khoảng chút xíu đây gừng thôi. Cái đầu cái tips của cái củ thôi là đã đủ cho một cái thao juice như thế này. Oops. Điều nữa là nhớ là khi mà mua cái vegetable về là nhớ là cứ phải rửa nhé, và cắt nhỏ rồi cứ để vào juice hết thôi, đừng có bỏ cái gì hết, juice tất cả. Carrot này á thì nếu như mà các bạn mua mà thấy cái carrot nó sạch á, các bạn không có cần phải cắt bỏ đâu. Họ biết là ở Việt Nam á thì bây giờ đã hết quarantine rồi, nhưng mà ở bên này á bây giờ vẫn còn quarantine, nên một ngày á là dạy là cứ như thường lệ. Và Hào thì cũng không có thích ra đường lắm, tại vì cảm thấy là không có an toàn, trừ khi là mình đi chợ hay là có những công việc nào mà cần thiết phải đi thôi. Nên á phải nghĩ ra những cái trò như thế này để mà một ngày mình có thể productive, là có được năng suất làm việc, hoặc là cảm thấy là một ngày nó không trôi qua hoặc là lãng phí. Nên là mà họ có những cái trò gì đó họ sẽ bày với các bạn. Tiếp theo đó là các bạn có biết là cái vụ mà salary juice rất là nổi tiếng đúng không? Nhưng mà cái máy này nếu như mà các bạn chỉ có juice salary và kale á thì cũng được, không đến nỗi nào đâu, thì cũng juice được đó. Nhưng mà tại vì nó rất là khô và rất là nhiều sơ, nên là khi mà vừa xong một bó salary và một bó kale á thì hình như là nó cũng đuối dần. Nên là khuyến khích các bạn nên nếu mà có juice salary và juice kale á thì nhớ là juice kèm với lại nửa miếng thơm hay là một củ cà rốt hay là một miếng táo, bởi vì như vậy thì nó sẽ không có làm cái máy mình nó bị nghẹt. Oops. Woo. Cái màu á thì nhìn rất là mắc cười, vì đây là tất cả các màu nó trộn lại với nhau, nhưng mà quan trọng là nó taste như thế nào, đúng không? Mà trong celery á nó có rất là nhiều sơ, bởi vậy á khi mà chút xong á thường là cái sơ của nó sẽ bịt mất cái đầu chạy ra của mấy cái cục này, hoặc gọi là mấy cục của vegetable, tại vì nhìn giống như vậy. Và các bạn biết á, juice chỉ là một cái chống chế để cho cái việc là mình không có nạp đủ vitamin hàng ngày thôi, chứ thật sự nếu mà ăn được á thì nên ăn, tại vì cái fiber là cái chất xơ là chúng ta rất là cần. Juice có rất là nhiều đường nha, tại vì cái thành phần giống như là bã này các bạn thấy nó đã chạy ra nó hết rồi, chỉ còn những cái nước thôi. Thì ở trong đây chỉ có một chút xíu fiber và một chút xíu các
cái chất xơ, nên nó là các bạn nhớ là phải cân đo đong đếm cái lượng đường chút rồi nó chạy ra quá trình cân đo đong đếm cái lượng đường mà các bạn bỏ vào người. Tại vì sao? Tại vì đường là một cái thành phần, một trong những thành phần mà làm chúng ta bị mập. Tại vì trong đường các bạn nhớ là ăn bánh kẹo nè, hay là rất là nhiều những cái loại chè, hay là những cái loại thực phẩm mà có nhiều chứa nhiều đường á, là rất là dễ bị mập. Mà bạn nào mà muốn mà diet hay là on diet như là Hào, là phải track cái macros, là phải rất là cẩn thận những cái này. Tại vì một ngày á, là trong thức ăn của mình á, là đã có sẵn những cái loại đường tự nhiên rồi, mà mình thực sự là không có cần phải nạp thêm đường từ dessert hay là từ chè, từ những cái loại mà thực phẩm khác nhau là không cần. Ở đó học trong college rất là một cái lớp là nutrition, thì các cô sẽ dạy là chơi mỗi một cái bao bì sẽ đọng như thế nào, rồi cái thành phần của trong những cái loại mà vegetable hay là thức ăn. Một điều nữa là bên Mỹ á, là tất cả những cái gì mà bán ra ngoài thị trường á, là trừ trái cây hoặc là thực phẩm thôi, tất cả những gì mà đóng hộp, đóng gói là đều phải có bao bì hết, và đều phải có những cái nutrition facts, là những cái thành phần ở trong cái món đó là calories, năng lượng, protein, carbs, sugar. Bởi vậy á, mới có thể mà count được macros. Ok, bây giờ thì cái juicer đó đã làm xong cái nhiệm vụ của nó rồi, và cũng đã juice được một cái như thế này, thì các bạn thấy đi là cũng được hơn một bình thường thì Hào juice với một trái thơm, là hôm nay Hào chỉ juice có một khúc dưới của trái thơm thôi, nên là sẽ không được một lít mấy hai lít đâu, chỉ này chỉ khoảng là một lít là cùng. Đây là thành quả mà chúng ta đã làm được từ nãy đến giờ. Bây giờ Hào sẽ đổ ra và uống thử rồi nói cho các bạn biết là nó như thế nào nhé. Oops, cái màu thì không có đẹp nhưng mà uống chắc sẽ ngon lắm, tại vì đây là không phải lần đầu tiên Hào làm. Với là một điều nữa là các bạn nhớ là xong, nếu như mà các bạn uống liền thì các bạn không cần để tủ lạnh, nhưng mà nếu các bạn không muốn liền thì nên để tủ lạnh, tại vì để tủ lạnh nó sẽ ngon hơn và nó mát hơn, nhưng cái màu là nó sẽ đổi thành đậm hơn. Nên cũng đừng có bị ngạc nhiên là tại sao cái màu, tại vì nó bị oxy hóa. Nếu như mà các bạn choose những cái loại mà greens hay là cái màu xanh đẹp thì lúc đầu nó sẽ rất là xanh, nhưng mà nếu mà trộn với lại cà rốt hay là thơm hay là táo thì nó sẽ đổi thành cái màu như thế này. Giờ sẽ uống thử nha. Đúng là còn cái chất xơ trong này, nhưng mà đúng chất xơ nó không có nhiều. Cái nguồn thứ hai đó là cái thơm và cái carrot, nó làm cho cái juice nó ngọt. Và phải cảm ơn cái vị thơm đó, là nó đã bao trùm cái vị của celery và của kale. Từ lần trước Hào làm hai cái đó như Hào nói đó là uống không nổi, nên là lúc nào chú sẽ phải bỏ thơm hoặc là bỏ những cái fruit mà nó ngọt chút xíu để hòa cái vị vào, nhưng mà cũng sẽ không có bỏ thêm quá nhiều đường vào trong cái thành phần juice của chúng ta. Bạn thấy không, còn dưới đấy là đây là những cái fiber, là những cái gì mà chúng ta rất là cần. Và video này cũng đã kết thúc tại đây. Và nếu như các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi. Nhớ đừng quên lại những comment cho Hào những thành phần nào các bạn choose. Các bạn có một cái juicer ở nhà hay không? Các bạn đang chuẩn bị mua cái juicer thì đừng quên để lại những comment và cho Hào biết là các bạn có suy nghĩ thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào.